Kênh đang là TK Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiểng bonsai Xuân Thí, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiểng bonsai Xuân Thí. Chào Thí. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai ha. Hôm nay quay trở lại vườn kiểng Xuân Thí của em thì bên em chuyên cung cấp các tiểu cảnh cây bonsai theo phong cách ba miền Bắc Trung Nam nha cô chú anh chị. Em cũng mong được sự ủng hộ yêu mến của quý cô chú anh chị ạ. Liên hệ với em qua số điện thoại 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt hàng nha. Số điện thoại đó thì chị Xuân cũng dùng cho Zalo luôn ạ. Dạ đầu clip của em là một mã số 1 của cây thần kỳ ha cô chú anh chị. Dạ. Cây thần kỳ. Bên em vô một cái tượng gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Bộ đế rất là đẹp ha. Quý cô chú anh chị nào chơi cây thần kỳ thì cũng biết ha. Cây thần kỳ nó có trái đỏ, mình ăn vô nó sẽ đánh lừa vị giác của mình, ăn bất cứ thứ gì cũng thấy ngọt, chua cay mặn đắng gì cũng thấy ngọt hết ha. Đây, một cây thần kỳ bộ đế rất là đẹp, cô chú anh chị ơi, bên em đã chỉnh sửa tàn được cho mình hết rồi ha. Để vô một cái tượng rất là đẹp, mấy cái tượng này có rất là có giá trị nha cô chú anh chị. Ví dụ như quý cô chú anh chị nào mà không lấy tượng thì cứ liên hệ chị Xuân rồi bên em chịu tiền cho mình nha. Cái tượng này giá trị 400.000 lận á. Và chiều cao là 30. 8.000 là 43. Nguyên cái bộ đế nó em đo như vậy được 42 ha cô chú anh chị. Cây thần kỳ mã số 1 em vô cái tượng gốm sứ Bát Tràng em giao lưu với mình 900.000, em bao ship bao gồm tượng ha. Quý cô chú anh chị nào không lấy tượng thì cứ liên hệ chị Xuân trừ tiền tượng ra nha. Rồi tiếp theo ha cô chú anh chị. Một cây linh sam để trong một cái lu cổ treo ngược ha cô chú anh chị. Đây hàng này thì bên em rất là hút hàng luôn cô chú anh chị ơi, bên em chỉnh không kịp để bán luôn á cô chú anh chị. Bên em thì lúc nào cũng luôn luôn tìm những cái mới lạ để cho quý cô chú anh chị mình chơi cây đa dạng phong cách ha. Hàng treo ngược này thì quý cô chú anh chị biết, để một cái bầu lớn như vậy mình gọt nhỏ để vô một cái lu như vậy mà cho nó sống á thì rất là khó hết cô chú anh chị, để nó cũng rủi ro nhiều lắm luôn. Thứ hai là bên em cũng chả chỉnh sửa tàn sạch đẹp cho mình nè. Chiều cao từ cái miền chậu mà nó rơi xuống đây ha, nó tầm khoảng là 20 á, khoảng hơn 20 ha cô chú anh chị. 8.000 là nó 52. Hoành thân em đo vị trí này được 15 ha cô chú anh chị. Nhà quý cô chú anh chị nào có vườn lan á, mình treo ban công hoặc là vườn lan gì mình treo này, treo ngược nó rất là đẹp ha. Ra bông hoa màu tím ha cô chú anh chị, đang cho ra hoa luôn nè. Rồi, cây linh sam treo ngược mã số 2 em giao lưu với mình 1.700.000 thôi ha. 1.700.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu nha. Rồi. Tiếp theo mã số 3 là một cây mai chiếu thủy kim giòn ha cô chú anh chị. Bên em thì đã lặt lá cho nó ra nè. Đọt non rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị. Để vô một cái tượng rất là đẹp ha. Bộ xương của nó già, bên em gỡ kẽm hết luôn rồi cô chú anh chị. Bộ xương rất là đẹp ha. Chiều cao là 30. Tán ngang là 32. Nguyên cái cụm tròn như thế này em đo được 45 nha cô chú anh chị. Ngay vị trí cổ này thì em đo được 16. Mai chiếu thủy kim giòn mã số 3 em giao lưu với mình 1.300.000. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây cần thăng của chú anh chị. Cần thăng em đang để vô một cái lu cổ cắt rất là nghệ thuật luôn nè cô chú anh chị. Hàng này hàng lu cổ bên em tự cắt ha. Lúc nào thì bên em cũng tìm những cái mới lạ để cho cô chú anh chị mình chơi cho nó đa dạng phong cách ha cô chú anh chị. Đây, lu cổ này cắt rất là nghệ thuật, rất là kỳ công ha. Cây cần thăng này thì quý cô chú anh chị thấy xương tàn thì bên em đã chỉnh sửa hoàn thiện hết rồi. Bộ đế đây nở rất là đẹp luôn. Nó đang cho ra lọc non rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Chiều cao nó ha là được 31. Tán ngang của cây là được 43. Em đo vị trí cái bầu này ha là được 40 ha cô chú anh chị. Đây, quý cô chú anh chị xem nó ra lọc non rất là nhiều. Cây đã được chỉnh sửa form dáng rất là hoàn thiện rồi ha. Về mình chỉ chờ nó ra lá rồi mình chơi thôi cô chú anh chị. Đang cho ra lá non rất là nhiều luôn nè.
Rồi, mã số 4 cái cần thăng này em giao lưu với mình 2 triệu đồng, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi. Dạ, tiếp theo là một cây sam trái hả cô chú anh chị. Đang để trong một cái tượng lỗ chí thâm, nhìn rất là nghệ thuật luôn nè cô chú anh chị ơi. Quý cô chú anh chị mình thấy xương tàn nó đều hết rồi ha. Bên em chỉnh sửa tròn cây luôn rồi đó cô chú anh chị. Đây, quay kỹ bộ xương cho quý cô chú anh chị mình thấy giùm em ha. Rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Cây già em đã thay 2 nút dây rồi ha. Xương tàn rất là đẹp. Một cây sam trái để vô một cái tượng lỗ chí thâm ha. Quý cô chú anh chị nào không có thích tượng thì cứ liên hệ với bên em mà bên em trừ tiền tượng ở cho mình nha. Chiều cao là 21. Tán bài, tán ngang của nó bên đây qua là được 50. Em đo ngay vị trí này là được 12 đó cô chú anh chị. Cây này bộ xương tàn rất là đẹp ha cô chú anh chị, để vô một cái tượng lỗ chí thâm rất là nghệ thuật ha. Mã số 5 em giao lưu với mình 1.300.000, em bao ship toàn quốc bao gồm tượng ha. Tiếp theo mã số 6 nha cô chú anh chị. Một cây mai chiếu thủy chung nu ha. Cây này có bộ thân rất là đẹp nè quý cô chú anh chị, nó già nó sần sù hết ha. Xương tàn thì bên em chỉnh sửa hết rồi nè cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao nó là 22. Tán ngang nó là 34. Hoành đế với em đo được 26 ha cô chú anh chị. Rồi. Cây này nhỏ lùng lực rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đợi nó ra lá là nhìn bộ xương nó đẹp lắm luôn. Mã số 6 em giao lưu với mình 1.1 triệu ha. 1.1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Tiếp theo là một cây dúi hoàng anh mộc. Mã số 7 của chú anh chị ơi. Cây này cái mình nó co quắn lại như cái ốc sên đó cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nè. Xương tàn nó già hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Này đã gỡ kẽm lần một rồi nè. Em mới thay kẽm lại đó cô chú anh chị. Chi tàn rất là chuẩn ha. Để vô một cái tượng gốm sứ bát tràng nhìn rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Rồi, đó ha. Chiều cao là 29. Em đo tán ngang như vậy ha, là được 27. Hoành thân của nó em đo vị trí này 32 ha cô chú anh chị. Hoành đế chứ. Rồi. Cây này cái mình nó xoắn vô này giống hệt con ốc rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Mã số 7 cây hoàng anh mộc này em giao lưu với mình 1.500.000 ha. 1.500.000 em bao ship toàn quốc bao gồm tượng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Tiếp theo ha cô chú anh chị. Một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm của chú anh chị. Đây. Mã số 8. Cây này thì rất là già và sạch kẽm đó cô chú anh chị, không còn miếng kẽm nào trên cây hết ha. Đang cho cây một cây hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Bộ đế y chang con thú luôn, chân trước chân sau. Cây này thì chỉnh theo phong cách kiểu cổ xưa ha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Hàng này vậy như hàng em sưu tầm, mấy nhà vườn, mấy ông bác già già chỉnh theo ngày xưa chơi á. Rất là đẹp luôn của chú anh chị, già lắm luôn rồi. Đang cho ra hoa thơm quá. Chiều cao của nó là 57 ha cô chú anh chị. Tán ngang em đo từ bên đây qua là được 82. Em đo ngay vị trí này hoành là được 17. Chiều dài con thú nằm dài này em đo được là 20 á cô chú anh chị. Có chi trước chi sau, có đuôi cây này y hệt con thú luôn ha. Đang cho ra hoa. Rồi. Mã số 8 em giao lưu với mình 2.200.000 ha cô chú anh chị. 2.200.000 em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi tiếp theo ạ. Dạ tiếp theo ha. Rồi. Mã số 9 là một cây linh sam siêu bông. Đang cho một cây bông rất là đẹp. Quá trời đẹp, bông đẹp luôn cô chú anh chị ơi, màu tím rất là dễ thương ha. Chiều cao của cây này là 20. Tán ngang em đo được 55. Em đo vị trí này được 12 ha cô chú anh chị.
Linh Sam siêu bông, đường thăng co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Để vô một cái tượng lỗi chí thâm nhìn nghệ thuật lắm ha. Đang cho một cây hoa dễ thương lắm cô chú anh chị ơi. Cây này mã số 9 em giao lưu với mình 1 triệu 3 thôi ha. 1 triệu 3 em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Rồi tiếp theo mã số 10 cũng là một cái máy chiếu thủy chung nu luôn cô chú anh chị. Cây này thì bộ đế chi tàn nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Anh quay gần giùm em ha, cho khách xem kỹ cái đế nữa nha. Đế chải đều 24 giờ luôn á. Đế chải luôn nè cô chú anh chị. Thân thì già, rất là già ha. Chi tàn bên em chỉnh rất là chuẩn luôn. Chiều cao nó là 22, tán ngang là 29. Em đo như vậy ha. Hoành đế của nó em đo vị trí này là 22 đó cô chú anh chị. Rồi mã số 10 mai chiếu thủy này em giao lưu với mình 1 triệu 3 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Cây này bộ đế rất là đẹp đó cô chú anh chị. Dạ mã số 11 cây Linh Sam 86 ha. Cây này sạch kẽm hết thôi cô chú anh chị. Em đã gỡ kẽm hết luôn, để trong một cái bình cổ rất là có giá trị nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào không lấy cái bình này em trừ thẳng 300 ngàn luôn á cô chú anh chị. Cái bình này rất là hiếm hàng ha. Bộ xương nào quý cô chú anh chị thấy bên em đã gỡ kẽm hết rồi. Nó đã định hình dáng rồi. Cây già mà ha. Sạch kẽm. Chiều cao nó là 23. Tán ngang là 34 ha. Em đo dưới này gì hay cô chú anh chị? Đo làm sao đây? Nguyên cái bộ đế gì đi cho cô chú anh chị mình dễ hình dung ha. Là được 25 ha. Linh Sam 86 mã số 11 em giao lưu với mình 1 triệu thôi. 1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng này nha. Ủa không phải cái chum cổ này nha. Rồi tiếp theo thôi cô chú anh chị. Một cây thần kỳ. Hôm bữa cây này có trái không ta? Thần kỳ mã số 12. Cây này bên em uống theo dáng thác đổ nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đang cho bông quá trời bông luôn cô chú anh chị. Bông bông này sẽ cho ra trái rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị. Đây bông nó chuẩn bị ra một cây trái luôn. Ngày xưa cây thần kỳ lúc mới hot lên đó cô chú anh chị, một trái là bán 100 ngàn luôn cô chú anh chị. Mình ăn cây thần kỳ, mình ăn trái thần kỳ vô rồi mình ăn cái gì cũng thấy ngọt hết trơn ha. Chiều cao của nó là 26. Rồi sao ta? Chiều ngang, đá ngang dưới này gì là được 55. Chiều đổ từ đỉnh xuống đây là được 57. Cái hoành em đo gì là được 6 hả cô chú anh chị? Đây, cây thần kỳ này em giao mã số 12 em giao lưu với mình 1 triệu 4 thôi ha. 1 triệu 4 em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi em qua mã số 13 ạ. Ừ. Tiếp theo mã số 13 là một cây Linh Sam treo ngược ha cô chú anh chị. Để cho một cái chum cổ này rất là nghệ thuật nha. Đây. Đường thăng co lắc cây này rất là khéo luôn. Cô chú anh chị thấy không? Cái bộ đế này rất là già. Cây này từ cái cây bình thường mà để vô đây chỉnh sửa tàn này kia lại là kỳ công lắm luôn cô chú anh chị. Rủi ro rất là nhiều ha. Để được thành công một cây thì tụi em cũng phải hy sinh mấy cây. Rủi ro rất là nhiều. Rồi em xin phép đo ha, bộ đế cây này đẹp lắm nha, anh quay kỹ giùm em nha. Em đo như vậy đi. Cái chiều từ đây xuống đây, chiều cao nó khoảng 22 ha. Tán ngang như vậy là được 50. Em đo hoành gì ha. Hoành như vậy là được 19. Cây này đường thăng co lắc khéo lắm luôn cô chú anh chị, rất là to cái tàn ha. Để vô một cái bình cổ rất là nghệ thuật. Mã số 13 em giao lưu với mình là 2 triệu rưỡi ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum cổ này cho mình luôn nha. Cây này bộ đế khá đẹp luôn cô chú anh chơi. Rồi tiếp theo mã số 14 ha. Mã số 14 là một cây vạn niên tùng ghép tùng đọt đỏ của Nhật Bản ha cô chú anh chị.
Vạn niên tùng ghép tùng lọt đỏ. Cây này bên em chỉnh sửa đường thăng co lắc của nó khéo cây lắm luôn á cô chú anh chị. Tùng đọt đỏ này á, này thì em mới vô phân nên là cây của nó còn non lá, cái đọt nó chưa có đỏ lắm. Chứ tới khi mà nó già lá cái đọt này nó đỏ, đỏ hồng, đỏ tươi luôn á cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Nó như một cái bông xòe gai vậy đó. Để vô một cái tượng cổ nhìn rất là nghệ thuật ha, đường thăng co lắc chỉnh sửa rất là khéo ha cô chú anh chị. Lúc mà cái cây này mình mua giống là cũng em mua một cái bo thôi là cũng một cây bo thôi là triệu mấy đó cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào ấy mình thích mình cũng có thể mua cây này về mình nhận giống ha. Chiều cao nó là 31. Chiều tán đổ của nó từ đây qua như vậy là được 50 ha. Cái hoành thì nó cũng nhỏ thôi cô chú anh chị, nó khoảng 5 thôi. Mà đường thăng co lắc chỉnh rất là khéo ha. Rồi cây 14, cây tùng đọt đỏ. Em giao lưu với mình 1.100.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Rồi em xin phép qua mã số 15. Cũng là một cây mai chứa thủy chung nu luôn cô chú anh chị. Đây quý cô chú anh chị thấy xương tàn bên em chỉnh cây rất là sạch sẽ rồi ha. Cố gắng lúc nào bên em cũng cố gắng tìm những cái mới lạ để giao lưu với cô chú anh chị mình. Thứ nhất, thứ hai là chỉnh sửa cây cố gắng cho sạch đẹp và để cho cô chú anh chị mình mua về chỉ việc chơi thôi ha, khỏi cần phải chỉnh sửa gì lại. Giờ chiều cao là 23 ha cô chú anh chị, tán ngang là 33, quỳnh đế em đo như vậy là được 22. Mã số 15 này em giao lưu với mình 1.1 triệu ha, 1.1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo theo ha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 16 là một cây cốc gừng ha cô chú anh chị ơi. Đây với cô chú anh chị mình thấy ha. Cốc gừng đường thăng co lắc rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Để vô một cái chum tượng nhìn nghệ thuật lắm luôn. Với cô chú anh chị anh quay kỹ giùm em ha. Bộ nó đường xoắn chỗ này rất là khéo cây nha cô chú anh chị. À, nở dần xuống đây ha. Cây rất là nghệ thuật luôn. Rất là đẹp. Cây cốc gừng này thì em chưa có ghép cốc Thái. Quý cô chú anh chị nào mà muốn ghép cốc Thái thì cứ liên hệ nhà vườn bên em, thì bên em ghép sẵn rồi gửi đi cho mình ha. Quý cô chú anh chị biết cốc gừng thì sức sống của nó rất là mãnh liệt ha cô chú anh chị. Mình chơi cây mà cái sức sống nó cao mình thích lắm luôn. Chiều cao của cây là 26. Chiều ngang em đo bên này qua gì được 27. Em đo ngay vị trí cổ này ha là 12 nè. Cây này nguyên cái dòng như vậy em đo được 54. À, cũng khéo lắm đó cô chú anh chị. Nó co lắc chỗ này rất là nhiều dòng rất là đẹp ha. Mã số 16 cây cốc gừng này em giao lưu với mình 1.7 triệu ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Quý cô chú anh chị nào không lấy tượng hoặc là không lấy chậu gì cứ liên hệ với chị Xuân trừ tiền ra cho mình nha cô chú anh chị. À, bên em thì cố gắng lên những cái tượng, những cái tác phẩm đá, những cái lạ lạ để cho cô chú anh chị mình chơi phong phú. Còn quý cô chú anh chị đã có chậu rồi thì cứ liên hệ với bên em, bên em sẽ bớt tiền chậu ra cho mình ha. Tại vì đóng mà có chậu thì rủi ro nó cũng nhiều đó cô chú anh chị. Đây lên sam treo ngược, em cũng chỉnh sửa lần lần để lên giao lưu với quý cô chú anh chị ha. Quý cô chú anh chị nào chỉ gọi hỏi mà bên em hết á, thì mình có thể tham khảo thêm clip này lần này giùm em ha. Cây này tàn nó đều dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị ơi, xương tàn rất là đẹp luôn, đều hết trơn luôn rồi nè cô chú anh chị, rất là đẹp ha, y hệt hình trái tim luôn cô chú anh chị. Đây chỉnh sửa rất là khéo luôn cô chú anh chị, để vô một cái chum này. Hàng này bên em chỉnh rất là lâu để mà được một tác phẩm như vậy rất là kỳ công ha. Bên em đôi khi có từng làm được có 1 cây 2 cây thôi đó cô chú anh chị, không kịp bán, không đủ bán. Chiều cao trên đây đổ xuống gì ha là được 27. Chiều như vậy em đo tán của nó là được 57 á. Hoành thân là được 14 ha cô chú anh chị. Rồi linh sam mã số 17 em giao lưu với mình 2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu treo vậy ha. Cái chậu không là cũng hết 200 mấy 000 của em rồi đó. Đồ cổ nên là nhìn nó bình thường nhưng mà nó mắc tiền lắm cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào không lấy chậu thì cứ liên hệ bên em trừ tiền ra. Và mã số 18 ha là một cây vạn niên tùng ghép tùng đọt đỏ của Nhật Bản ha cô chú anh chị. Đây. Cây này thì đường thăng của nó cũng lắc léo chỉnh sửa cũng khéo cây lắm cô chú anh chị ơi.
chiều cao của nó là được 25, tán ngang là được 38, hoành thì khoảng 5 thôi ha, hoành khoảng 5 thôi cô chú anh chị. À, để vô một cái chùm này cũng dễ thương lắm cô chú anh chị. Em giao lưu với mình cây này 1 triệu ha, 1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Tiếp theo là một cây cốc gừng mã số 19 của chú anh chị. Cây này thì em để vô một cái chum cổ cắt rất là nghệ thuật nè cô chú anh chị. Cứ cô chú anh chị thấy ha, này là bên em tự cắt luôn, nên là để vô là nó vừa y với cái cây luôn. Cái này là thiết kế riêng cho mỗi cái cây. Đường thang co lắc của cô chú anh chị thấy rất là đẹp nè. Cây này thì em cũng chưa ghép gốc thái luôn. Quý cô chú anh chị nào thích thì em sẽ ghép và em gửi cho mình ha. Rồi, để vô một cái chum này thì chum cổ này, đồ cổ này á, nó hiếm hàng của chú anh chị, nên là quý cô chú anh chị nào không lấy á, thì không lấy cái chum thì cứ liên hệ trừ tiền ra ha. Rất là đẹp. Rồi, chiều cao nó là được 23. Chiều ngang nó gì được 34. Ngay vị trí này em đo hoành là được 15 đó cô chú anh chị. Cây cốc gừng mã số 19 để vô một cái chum cổ, em giao lưu với mình 1,8 triệu nha. 1,8 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum này luôn ha. Rồi, em xin phép đổi ha. Dạ, tiếp theo thôi cô chú anh chị, mã số 20 là một cây linh sam song hình, hàng từ hộp ương lên ha cô chú anh chị. Linh sam song hình. Để này là em để vô một cái tượng đá là ghim nguyên khối luôn của cô chú anh chị. Đá của Ninh Bình ha. Nó rất là cứng của chú anh chị. Đá này đá ghim ha. À, nhìn nghệ thuật lắm luôn. Cái này hai cây này đường thang co lắc với cô chú anh chị mình thấy khéo lắm luôn cô chú anh chị. Chi tàn bên em chỉnh sửa cô chú anh chị yên tâm ha. Về chỉ việc để chơi thôi. Nhìn nó rất là dễ thương. Chiều cao cây này là 28. Tán ngang là 29. Ngay vị trí này em đo được 11 ha cô chú anh chị. À, mã số 20 linh sam song hình hàng ương ha cô chú anh chị. Em giao lưu với mình là 1,4 triệu ha. Em bao ship, em bao ship toàn quốc ha, bao gồm cái viên đá này ha. Rồi, rất là dễ thương của cô chú anh chị. Em qua mã số tiếp theo ha. Mã số 21 là một cây dưới của chú anh chị. Cây này thì để cái dáng đổ nhìn rất là khéo cây nha. Cây này hàng khai thác đó cô chú anh chị. Rất là lạ luôn nè. Chiều dài ở trên này bay xuống là được 56, tán ngang là được 28. Hoành thân của nó em đào vị trí này là được 27 á cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Cây này quý cô chú anh chị đang thấy cho ra lá rất là khéo ha cô chú anh chị. Dáng đổ xuống mà cái thân nó rất là to, để vô một cái chum cổ cắt rất là nghệ thuật luôn nè cô chú anh chị. Em giao lưu mình cây này chiều 7 đây ha. Chiều 7 em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Ủa vậy, cái chậu. Rồi, tiếp theo mã số 22 là một cây dúi ha. Để cho một cái chum cổ nè cô chú anh chị. Cây này quý cô chú anh chị thấy nè. Ủa, xương tàn bên em chỉnh là trần do rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Giờ này mới ra lá là nhìn dễ thương dữ dằn lắm luôn. Bên em thay hai nước dây rồi đó. Cây này cũng già rồi. Bộ đế nè cô chú anh chị thấy ha. Dễ thương lắm. Chiều cao của nó là 27. Chiều bay xuống gì là 32. Nguyên cái vòng hoành như vậy ha. Em đo được là 35 ha cô chú anh chị. À, mã số 22 cây dúi em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1,100,000. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cổ này luôn nha. Dạ, 25 là một cây sam ngọc. 23 là một cây sam ngọc. À, bên em chỉnh sửa theo dáng liệu gỗ ha. Rất là dễ thương cô chú anh chị. Bộ đế cũng quái lắm luôn nè. Để vô một cái chum cổ cắt ha. Quý cô chú anh chị mình thấy bộ đế rất là đẹp nè cô chú anh chị. À,
Chiều cao là 23. Em đo chiều ngang từ thân ra đây hai cô chú anh chị là được 32. Ngay cái vị trí này em đo được 9. Em đo nguyên cái vòng vậy ha là được 33 đó cô chú anh chị. Sam Ngọc, mã số 23 em giao lưu với mình 1,1 triệu ha. 1,1 triệu em bao ship toàn quốc, bao gồm cái chung cổ này luôn nha. Mấy cái dòng chung cổ này mua hàng rất là khó đó cô chú anh chị, mà về cắt rủi ro cũng nó cũng nhiều, nhưng mà để cho quý cô chú anh chị mình có những cái tác phẩm chơi nó lạ thì bên em luôn cố gắng làm những cái mới lạ để giao lưu với quý cô chú anh chị mình ha. Cây Sam Ngọc mã số 23 em giao lưu 1,1 triệu nha. Rồi em xin đổi ha. Dạ tiếp theo mã số 24 á cô chú anh chị là một cây cần thân ghép cam Mỹ cô chú anh chị ơi. Cây này thì bộ đế cũng khéo đế lắm ha. Cam Mỹ giống này đang ghép nó cũng hot lắm đó cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy đang cho ra hoa nè cô chú anh chị. Cây này đang cho một cây trái non luôn cô chú anh chị ơi. Đây, rồi bên đây trái nè cô chú anh chị, rất là nhiều đây nữa nè. Quá trời nhiều trái luôn. Quý cô chú anh chị biết cam Mỹ mà ghép vô cây cận thân á, cái trái nó có nở ra nó to là cả năm nó mới rụng luôn á. Rất là to bự như gì là bằng trái cam sành mình luôn á cô chú anh chị. Ở trên cây là nếu mà từ trái nhỏ gì nó ở cả năm luôn á, tới khi nó bự rồi nó to ra. Rất là ăn rất là ngon ha. Cây cận thân sức sống của nó cũng mãnh liệt dữ lắm luôn. Quý cô chú anh chị mình có thể mua cây này về mình nhân giống ở thêm ha. Dạ, chiều cao nó là 53 ha cô chú anh chị. Tán ngang nó là 35. Ngay vị trí cổ này em đo được 11. Nguyên cái dòng lớn này cái mình nó em đo được 41 ha. Đây. Cái cần thân ghép cam Mỹ. Mấy clip trước là clip nào bên em cũng bán không đủ chân, em đi săn hàng này là về không kịp bán luôn đó cô chú anh chị. Hàng này rất là hot ha. Nhất là những cái cây mà có trái á là khách hàng mua dữ lắm luôn. Dạ, tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số này 24 thì em giao lưu với mình 1,6 triệu ha. Cây cần thân này 1,6 triệu thôi ha. Em bao ship bao chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo cốc gừng ha cô chú anh chị. Cốc gừng cây này rất là dễ thương, rất là to. Nó thắt như cái bính vậy đó cô chú anh chị. Cây này thì em ghép sẵn cốc thái rồi cho mình luôn nè. Về chỉ việc chờ nó ra trái rồi mình chơi thôi ha. Rất là già cây à. Chiều cao của cây là 71. Ngay chăng cái vị trí ôm này em đo được là 41 ha. Rồi. Cây cốc gừng mã số 25 em giao lưu với mình 1,5 triệu thôi ha. 1,5 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cho mình luôn nha. Cây này cái chậu rất là nặng. Quý cô chú anh chị nào không lấy chậu cứ liên hệ bên em trừ tiền cái ha. Chứ gửi cái chậu này bên em cũng đuối lắm nè. Rồi tiếp theo ha cô chú anh chị. Cũng là một cây cốc gừng. Này cũng ghép sẵn rồi phải không? Dạ. Ghép rồi phải không? Này em ghép sẵn cốc thái cho mình luôn. Hai bo này cô chú anh chị. Cái mình nó nở ra cây này khéo lắm ha. Dễ thương y. Nó xù, nó già, nó mà sằng xù như da cốc luôn á cô chú anh chị. Bộ đế nó ra lên rễ con nhìn dễ thương. Chiều cao nó là 55. Em đo ngay vị trí chọn nhất của nó gì là được 40 ha cô chú anh chị. Cốc gừng mã số 26 em giao lưu với mình 1,4 triệu, em bao ship bao chậu nha. Rồi tiếp theo mã số 27 của chú anh chị, một cây tùng la hán ghép tùng kim cương. Cây này ghép rất là già hay cô chú anh chị. Bộ đế cây này cũng rất là khéo ha. Thì quý cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Cái này thì nó có lũa thép mà nó kéo lại gần bích hết rồi nha cô chú anh chị. Nó kéo gần bích chỗ này hết rồi ha. Cái bo này ghép này của chú anh chị nó bằng ngón tay trỏ em hết rồi. Bo ghép rất là già. Tùng kim cương này nó rất là quý hiếm á cô chú anh chị. Cái mỏi một cái nhánh nhìn khéo cả, nhìn cái cây dễ thương lắm luôn. Chiều cao cây này là 60. Tán ngang của nó là 51. Ngay vị trí này em đo như vậy là được 22 ha. Tổng hoành rế của nó như vậy là được 67. Rồi cây tùng la hán ghép tùng kim cương, cây này em giao lưu với mình 2,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 28 ha cô chú anh chị. 28 là một cặp sam hương ha cô chú anh chị.
Sam hương với cô chú anh chị, mình biết ha, sam hương cái lá đụng vô rất là thơm đó cô chú anh chị. Hai cây này có bộ dáng rất là đẹp, rất là khéo dáng ha, đường thang co lắc khéo lắm luôn. Chiều cao của cây bên này là 25, chiều dài như vậy là được 27, quạnh đây là được 10, chiều cao này được 22, chiều ngang gì được 25, quạnh em đâu vị trí này 11, hồi em đụng cái lá nó thơm. Rồi cặp sam hương này một cây em giao lưu 700, quý cô chú anh chị nào lấy một cặp em giao lưu 1,3 triệu, cặp mã số 28 này ha, rất là thơm lá luôn cô chú anh chị ơi, sam hương Đài Loan đó cô chú anh chị, bộ đế cây từng cây rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Rồi 1,3 triệu em bao ship nguyên một cặp này ha cô chú anh chị. Dạ, mã số 28 thì cũng là mã số cuối clip của em luôn rồi. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem đến hết clip ha. Em chúc quý cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe nè, xem clip vui, có nhiều sức khỏe để cứ ủng hộ em hoài luôn ha. Dạ, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau nha. Liên hệ với bên em qua số điện thoại 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn nha. Số đó thì chị Xuân cũng dùng cho Zalo luôn ạ. Tạm biệt quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn kiểng bonsai Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.